Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ Nhật độc lạ nha, cả nhà nhìn kỹ đi nha. Chạy ngược toàn bộ luôn. Size 36. Chưa núm nha. Đó. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Hiện tại là 10 giờ 11 rồi nha. Nó chạy ngược nha. Kim nó chạy ngược nè, cọc số nó kia ngược hết luôn. 5 10 15 20 25 30 60 nè. Đó. Ngược toàn bộ luôn nha, hàng độc nha. Hàng chỉ có một thôi. Em mời cả nhà nha. Hàng độc thì giá nó không có rẻ. Không biết trước giờ cả nhà đã thấy chưa ta? Đồng hồ chạy ngược.